review chợ Apple lớn nhất tại Thâm Quyến, được mệnh danh là thung lũng silicon của Trung Quốc. Đó chính là chợ Phây Giá. Tầng 1, tầng 2 của chợ thì chủ yếu là phụ kiện iPhone, ốp lưng, cáp, sạc, tất cả đều có hết ở trong tầng 1 và tầng 2 của chợ. Đây là tầng 2, chủ yếu là phụ kiện về màn hình này, đó, main, cam, camera, tất cả thì đều có ở tầng 2. Gần như là những cái phụ kiện gì mà liên quan đến trong máy thì đều có ở tầng 2 này. Tầng 3 thì chủ yếu là iPad và iPhone. Và đa phần thì nó sẽ là iPad này. Rất nhiều loại iPad. Ngoài iPad ra thì có cả MacBook đó, cực kỳ là nhiều. Riêng tầng 3 thì chủ yếu là iPad thôi. Có một số chủ thì họ bán cả iPhone nữa, nhưng mà cũng khá là ít. Bây giờ mình sẽ đi lên tầng 4 nhé. Đây, iPad này, cực kỳ là nhiều luôn. Chợ thì mở cửa từ sáng cho đến đêm luôn. Nhưng mà thường thì đông nhất thì sẽ vào tầm chiều và tầm tối nhé. Thì lúc đấy các chủ hàng họ sẽ lên, và cũng các cái con buôn họ lên rất là đông. Thì đây là tầng 4. Tầng 4 thì toàn bộ đều là iPhone. Đầy đủ các dòng từ 6 cho đến 13, 14. Hàng mới, hàng đẹp, hàng xấu đều có ở đây hết. Chợ hôm nay thì cũng khá là thương người. Hiện tại thì hàng mới cũng chưa có, chủ yếu là các hàng cũ từ năm ngoái rồi. Đó. Thì toàn bộ các cái phụ kiện hay là các những cái gì mà liên quan đến Apple ấy, thì tất tần tật đều bán ở cái chợ này, không thiếu một cái gì cả. Bật mí cho anh em là toàn bộ tất cả các cái đầu buôn lớn về iPhone của Việt Nam thì đều nhập hết ở đây nhá. Và mình là Đức Bách Hóa, thường trú tại Thâm Quyến, Trung Quốc.